Trong cuộc phóng hỏa tiễn 3 năm trước, Bình Nhưỡng nói vệ tinh đã được đưa vào quỹ đạo trong cuộc thử nghiệm công nghệ vệ tinh của nước này. Lần đó, Hoa Kỳ và Nam Hàn đều lên tiếng chỉ trích Bắc Hàn và Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết cấm miền Bắc tiếp tục hoạt động hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Giới chức nước ngoài nói không thấy có chỉ dấu rằng vệ tinh của Bắc Hàn đã đi vào quỹ đạo và việc phóng vệ tinh thực chất chỉ là thử hỏa tiễn. Tokyo đã chỉ đạo cho các quan chức chuẩn bị sẵn sàng 2 chiến hạm. Nhật Bản đặc biệt lo ngại vì hỏa tiễn lần trước đã bay qua lãnh thổ nước này. Bắc Hàn cho hay lần này vụ phóng hỏa tiễn sẽ diễn ra trong khoảng từ 12 tháng 4 tới 16 tháng 4. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka cho hay nước này đang chuẩn bị hệ thống phòng thủ tên lửa để sẵn sàng đối phó với việc Bắc Hàn phóng hỏa tiễn tầm xa vào tháng tới. Các tên lửa phòng thủ sẽ được đặt ở gần đảo Okinawa để có thể bắn rơi các hỏa tiễn Bắc Hàn nếu có đe dọa cho lãnh thổ Nhật. Hạ viện Nhật Bản cũng thông qua nghị quyết lên án vụ phóng hỏa tiễn. Bắc Hàn tuyên bố chỉ phóng hỏa tiễn nhằm đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Thế nhưng Hoa Kỳ và các đồng minh cho rằng vụ này cũng liên quan tới việc thử hỏa tiễn tầm xa. Tháng trước, Bình Nhưỡng đã đồng ý ngừng thử hỏa tiễn tầm xa theo sau việc Mỹ chấp thuận cung cấp 240.000 tấn lương thực viện trợ. Bắc Hàn cũng thống nhất hoãn việc làm dầu uranium và cho phép thanh tra vũ khí của Liên Hiệp Quốc quay lại nước này. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói không thể tưởng tượng được viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên sẽ vẫn được tiếp tục nếu như Bình Nhưỡng tiến hành phóng hỏa tiễn.